Quốc thì trước giờ vẫn luôn gây ra những cơn sốt trong cộng đồng tiền mã hóa. Và câu hỏi khi nào đồng Pi có giá 1000 đô thì luôn là thắc mắc của không những anh em trong cộng đồng Pi thủ mà còn là những anh em trong cộng đồng tiền mã hóa nói chung. Và anh em hãy lưu ý giúp Irene là đây chỉ là một video mang tính thuần là phân tích cũng như là đưa ra thông tin về Pi Network, cho Irene không hề có ý là phát Pi Network hay là cộng đồng Pi thủ, cũng như là đây cũng sẽ không phải lời khuyên đầu tư, cho nên là anh em hãy luôn sáng suốt trước mọi quyết định xuống tiền của bản thân nhé. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhìn lại về Pi Network. Dành cho những anh em chưa biết về Pi thì Pi Network là một loại tiền mã hóa hay là tiền kỹ thuật số. Pi thì bắt đầu có danh tiếng tại Việt Nam từ những năm 2021. Các nhà sáng lập của Pi thì cho rằng là thế hệ tiền mã hóa lúc đó thì có 3 hạn chế lớn là khó đào, khó đầu tư và khó tiếp cận. Vì vậy cho nên là họ đã sáng tạo ra Pi và họ coi Pi là giải pháp tháo gỡ những khúc mắc này. Để đào ra Pi á, thì người dùng sẽ không cần đến dàn máy tính tiền tỷ mà chỉ cần phải download ứng dụng ở trên điện thoại di động và chăm chỉ điểm danh sau mỗi 24 tiếng để ứng dụng có thể tiếp tục đào ra Pi. Vì vậy cho nên là chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh không quá xịn và một mạng internet hay là wifi là chúng ta đã có thể tiếp cận và khai thác được Pi rồi. Và theo như thông tin được công bố ở trên website của dự án thì Pi Network được thành lập bởi một đội ngũ cựu sinh viên của Đại học Stanford. Trong đó thì có 3 trụ cột chủ lực vào trong việc phát triển dự án có thể kể đến, đó là đầu tiên thì là Dr. Nicholas Kokolis là trưởng bộ phận công nghệ, thứ hai là Dr. Cheng Diaofan là trưởng bộ phận sản phẩm, thứ ba là Vincent Mark Phillips là trưởng bộ phận cộng đồng. Một thông tin bên lề nhỏ mà Irene muốn đem đến cho anh em đó chính là có một bài báo về Nicholas Kokolis cùng với dự án Pi thì đã được đăng tải ở trên trang là Stanford Daily, được nhiều người sử dụng để kêu gọi tham gia Pi Network với cái lý luận là trường Stanford cũng viết về dự án này. Tuy nhiên có một điều cần lưu ý ở đây đó chính là trang Stanford Daily thì thực tế là một trang tin do sinh viên trường lập ra chứ không phải là một trang tin chính thức hay là chính thống của trường đại học Stanford. Vì vậy cho nên là không hề có thông tin là trường đại học này Shield hay là đang nghiên cứu về Pi Network, cho nên anh em nhớ và lưu ý thông tin này nhé. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về Pi Network để xem là Pi thì là một cú lừa hay là một phát minh vĩ đại. Pi Network thì vốn dĩ được nhắc nhiều với việc là dễ đào và không tốn phí. Tốc độ khai thác của Pi thì sẽ tỷ lệ nghịch với số lượng người tham gia vào cộng đồng để tạo ra độ khó trong việc khai thác. Khác với những cái bài thuật toán hay là smart contract để có thể đào ra những đồng coin khác thì Pi khá là dễ khai thác. Và nếu có càng nhiều người dùng thì số Pi đào được sẽ càng ít đi. Tốc độ ban đầu để đào Pi sẽ là 3,1 Pi tương đương với số Pi ở trong toán học là 3,14 trong 1 giờ đồng hồ. Thế nhưng khi mà cộng đồng này lên đến con số là 10 triệu thành viên và hiện tại theo công bố thì đã đạt khoảng 35 triệu thành viên thì tốc độ đào Pi đã giảm xuống chỉ còn khoảng 0,2 Pi trong 1 giờ. Nếu mà muốn tăng tốc độ đào Pi thì người dùng sẽ có một cách là mời thêm những người dùng khác để tham gia vào mạng lưới này. Nghe có vẻ khá giống như là một hệ thống đa cấp đúng không nào? Đồng thời thì khi mà đào Pi thì người dùng sẽ phải tuân thủ theo quy định là cứ mỗi 24 giờ thì sẽ phải vào ứng dụng để có thể điểm danh một lần để đào Pi. Trước đây thì mình tin là có thể anh em đã từng nghe rất là nhiều thông tin những người dùng sử dụng cái đồng Pi này để đổi lấy hàng hóa thật. Một số ít cửa hàng thì thậm chí còn cho phép khách hàng thanh toán bằng loại tiền này. Ở Việt Nam thì những hội nhóm ở trên Facebook hay là những forum về Pi thủ hay là việc đào Pi thì có rất đông người tham gia, thậm chí là có những group lớn có từ hàng chục ngàn cho đến hàng trăm ngàn người. Và ứng dụng Pi Network ở trên các cửa hàng trực tuyến như là Android hay là iOS thì cũng sở hữu lượt download khổng lồ, khiến nhiều ứng dụng khác phải ghen tị. Về việc thanh toán bằng Pi Network thì các thành viên trong cộng đồng Pi đã đưa ra rất nhiều hình ảnh làm bằng chứng cho các giao dịch của họ. Ít thì đổi Pi lấy bát phở hay là trà đá, nhiều hơn thì là đổi lấy laptop hay thậm chí là cả lan đột biến. Câu chuyện đổi Pi lấy hàng hóa thì được nhiều Pi thủ ví von như cách mà ngày xưa có người đã đổi Bitcoin lấy một chiếc bánh pizza và giờ đây thì ngày đó đã trở thành Pizza Day. Tuy nhiên thì nhiều người lại đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của các giao dịch hay là trao đổi hàng hóa với đơn vị tiền mã hóa này. Vậy nhưng với số lượng người dùng khổng lồ và niềm tin lớn của họ vào dự án thì việc trao đổi hàng hóa này vẫn liên tục diễn ra. Thậm chí là nhiều sàn tiền mã hóa lớn ở trên thế giới thì cũng đã nhảy vào cuộc chơi mang tên là Pi Network. Vậy có những sàn nào đã từng
niêm yết P-Network. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2022, thì cộng đồng đã bất ngờ phát hiện ra chart giá của P-Network đang được mở giao dịch ở trên sàn XT.com, một sàn không quá nổi bật. Tiếp theo vào chiều cùng ngày thì Hùa Pi đã gây bất ngờ khi mà thông báo niêm yết giao dịch spot cặp Pi trên USDT. Cặp giao dịch này thì đã lên sàn vào lúc 4 giờ chiều ngày 29 tháng 12 năm 2022, sau đó là rất nhiều sàn nhỏ khác. Tuy nhiên thì điều cần lưu ý ở trên tất cả các sàn này đó chính là chúng ta không thể nạp hay là rút đồng Pi thật sự mà chúng ta đào được lên trên đây để bán lấy stablecoin. Vì hiện tại cho dù Pi Network đã mainnet, thế nhưng Pi thì vẫn chưa có smart contract và hiện tại thì các đồng Pi vẫn chỉ có thể được trao đổi với nhau thông qua mạng riêng của đồng coin này chứ chưa thể nạp hay là rút qua các sàn. Chính core team của Pi thì cũng đã lên mạng xã hội để phủ nhận việc Pi đang được bán ở trên các sàn giao dịch như là Hùa Pi hay là XT.com. Và hiện tại thì cặp giao dịch Pi ở trên các sàn trên thực tế là một dạng giao kèo nợ IOU. Tức là ví dụ chúng ta có thể dùng USDT để mua 100 đồng Pi chẳng hạn thì sàn sẽ ghi nhận là sàn đang nợ chúng ta 100 Pi và khi dự án có smart contract, token có thể nạp rút được thì khi đó ví của chúng ta mới được sàn trả lại 100 Pi. Khi mà được giao dịch ở trên sàn Hùa Pi thì đã có lúc cặp giao dịch Pi trên USDT đã tăng vọt đến mức là 345 đô. Thế nhưng sau đó thì đã ăn xả ngay lập tức và đến thời điểm Irene quay video này thì gần như là đã bị chia 10 với mốc là 40 đô. Tuy nhiên, thêm một lưu ý nữa ở đây là volume giao dịch của Pi ở trên sàn Hùa Pi hiện tại thì cực kỳ thấp, chỉ còn khoảng 100 đô trên 24 giờ, tức là gần như không có ai trade cặp giao dịch này. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những tranh cãi xung quanh đồng Pi. Nhiều chuyên gia mã hóa và các nhà phân tích thị trường thì đã cảnh báo về một số dấu hiệu được cho là lừa đảo từ dự án Pi. Các dấu hiệu này thì bao gồm là cách hoạt động giống như hình thức đa cấp hay là Ponzi, thứ hai là nắm dữ liệu nhiều thông tin cá nhân nhạy cảm của nhà đầu tư và cuối cùng là hệ thống điều hành cũng như là phân phối không đảm bảo. Nếu như một người dùng Pi mời được người tham gia thì hệ thống sẽ tăng lượng Pi đào được trong một ngày cho ví của người đó. Mô hình trước rỉ tay sau để tăng lợi nhuận là một công thức đa cấp rất là quen thuộc, giống như rất nhiều vụ lừa đảo đã được phanh phui. Ứng dụng Pi Network thì cũng yêu cầu truy cập vào rất nhiều thông tin cá nhân quan trọng, có thể kể đến như là ảnh chụp căn cước này, hộ chiếu hay là quyền truy cập vào danh bạ, vân vân. Đặc biệt là ứng dụng này cũng yêu cầu truy cập vào rất nhiều các tính năng cài đặt, có thể dẫn đến những cái lỗ hổng bảo mật cực kỳ lớn ở trên điện thoại di động. Thế nhưng một lần nữa, cộng đồng Pi không quan tâm đến những điều trên mà còn khẳng định rằng lộ thông tin thì cũng chẳng sao và đằng nào thì cũng lộ, thông tin thì chỉ là thông tin thôi mà. Đây là một suy nghĩ khá là nguy hiểm bởi nếu như những thông tin quan trọng như là căn cước, hộ chiếu hay là tài sản ngân hàng bị lộ thì rõ ràng kẻ xấu có thể sử dụng những điều trên cho những mục đích xấu của họ. Chúng có thể dùng căn cước hay là hộ chiếu của chúng ta để tạo ra những danh tính giả và dùng số tài khoản ngân hàng để thực hiện những giao dịch giả, vân vân. Trong thời đại thông tin thì tất cả những thông tin cá nhân đều có giá trị và có thể bị lợi dụng. Phần đông người Việt Nam thì vẫn chưa nhận thức rõ về sự nguy hiểm của việc lộ thông tin, ít nhất là đối với cộng đồng Pi thì điều đó là phù phiếm. Theo họ thì Pi không yêu cầu người dùng đầu tư tiền hay là tài sản nên không có chuyện ở đây là Pi lừa đảo hay là đa cấp bởi chẳng có gì để lừa ở đây cả. Tuy nhiên thì nên nhớ một điều rằng cho dù chưa có bằng chứng là đội ngũ Pi bán thông tin khách hàng thì điều này vẫn có thể đã, đang và sẽ xảy ra trong tương lai. Hơn thế nữa thì đội ngũ Pi cũng đang làm lợi từ chính người dùng của mình từ quảng cáo. Chính ở thời điểm hiện tại thì theo Irene thấy để đào Pi mỗi ngày thì người dùng sẽ phải lướt qua rất nhiều banner hay là video quảng cáo từ ứng dụng Pi. Vì vậy đây chính là một nguồn thu khá lớn cho đội ngũ dev của Pi Network. Dù còn tồn tại rất là nhiều vấn đề, thế nhưng những thành viên ủng hộ cho Pi Network tại Việt Nam thì vẫn tỏ ra rất lạc quan. Theo họ thì trong tương lai, Pi sẽ trở thành một tài sản thực sự và nhiều người còn cho rằng Pi có thể thay thế được Bitcoin hay là thậm chí là thay thế được tiền pháp định của nhà nước trong tương lai. Vậy, luật pháp của Việt Nam về vấn đề này như thế nào? Cần phải khẳng định lại một điều ở đây đó chính là luật pháp của Việt Nam thì không ghi nhận tiền mã hóa như là một đơn vị tiền tệ hợp pháp để mua bán và cũng không phải là một loại hàng hóa được công nhận. Thế nhưng, tiền mã hóa thì cũng không xuất hiện trong danh sách cấm hay là bị quy định là phạm pháp ở bất cứ bộ luật nào của nước ta. Đây chính là một ngách mà các thành viên ủng hộ dự án Pi đã sử dụng để trao đổi lấy Pi hay là đổi
đổi pi lấy hàng hóa vân vân. Theo họ thì đây chỉ là một loại trao đổi ngang giá theo thỏa thuận chứ không phải là giao dịch mua bán. Và đối với họ thì việc đổi pi lấy laptop hay là xe SH chẳng hạn thì không khác gì việc đổi trâu lấy gạo. Nhưng chính bản thân hành động trao đổi của cộng đồng này thì đã không nhất quán, bởi mỗi trao đổi lại quy định một mức giá riêng cho pi. Vì vậy có thể cho rằng việc định giá cho pi đang dựa trên cảm tính và đồng thuận của mỗi người. Bên cạnh câu chuyện là có phạm pháp hay không thì riêng cái việc mà trao đổi bằng pi nói riêng hay là tiền ảo nói chung thì đã chắc chắn tiềm ẩn nhiều rủi ro tại Việt Nam. Do không nhận được sự công nhận hay là bảo trợ từ phía nhà nước cho nên sẽ rất là khó để người dùng có thể đòi được quyền lợi khi mà xảy ra những sự việc như là lừa đảo hay là có những tranh chấp giữa các bên khi mà trao đổi pi hay là trao đổi tiền mã hóa nói chung. Vậy câu hỏi cuối cùng ở đây đó chính là bao giờ pi có giá ngàn đô? Thực ra là nếu như trong các cộng đồng pi thì chúng ta có thể thấy là pi đã từng được định giá hay là giao bán với mức giá ngàn đô, thậm chí là cả trăm ngàn đô cũng có. Nhưng nếu để hỏi có ai đã thực sự bán được pi với mức giá đó hay chưa thì mình nghĩ câu trả lời là chưa, hay chí ít là những người xung quanh mình hay là những hội nhóm crypto mà mình đã từng nằm vùng thì câu trả lời mình là chưa. Còn nếu giả sử nếu như pi thực sự có ngày nào đó đạt được mức giá là 1.000 đô chẳng hạn thì chúng ta hãy thử làm một phép toán đơn giản nhé. Theo như pi core team hiện tại thì Pi Network có tổng cung là 100 tỷ đồng Pi. Vậy với giá là 1.000 đô la Mỹ trên 1 Pi thì tổng giá trị vốn hóa của dự án Pi Network sẽ cán mốc là 100.000 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó thì vốn hóa của toàn thị trường tiền mã hóa hiện tại chỉ ở mốc khoảng 1.000 tỷ đô, cao nhất thì cũng chỉ từng đạt mốc là 2.800 tỷ mà thôi. Do vậy cho nên là giá trị thực tế của đồng Pi khi được phát hành ở trên blockchain khó có thể đạt được mức này. Hoặc nếu có, mình nói là giả sử nếu có thôi nhé, thì cũng phải rất rất lâu sau này khi mà thị trường tiền mã hóa phát triển cực thịnh. Tuy nhiên, không chuyện gì là không thể đúng không nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Vậy là vừa rồi anh em đã cùng Irene tìm hiểu sâu hơn về dự án Pi Network cũng như là tiềm năng của dự án và cùng trả lời cho câu hỏi là bao giờ Pi Network đạt 1.000 đô. Anh em nghĩ sao về video này và anh em nghĩ sao về đồng Pi Network? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới nhé. Và mình sẽ đặt mã giới thiệu của mình ở bên dưới phần comment cũng như là description của video này. Ok, đùa một chút thôi. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!